Anh chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Anh chị đang mong muốn tìm kiếm một chiếc máy chạy bộ có giá thành rất là tốt mà yêu cầu là phải đảm bảo được cho tất cả mọi thành viên trong gia đình có thể tham gia vào quá trình tập thể dục thể thao ạ. Thì ngày hôm nay để giải đáp thắc mắc cũng như là hỗ trợ gia đình nhà mình thì bên em xin giới thiệu tới mọi người một mẫu máy chạy bộ của đa chức năng của Sport với mã sản phẩm là CP1111. Em tin chắc rằng khi anh chị sở hữu chiếc máy này thì mình sẽ chủ động hơn trong công cuộc thể thao tại nhà và đem đến cho mình một vóc dáng đáng mơ ước ạ. Chúng mình cùng tiến gần lại hơn sản phẩm để xem sản phẩm có những cái ưu điểm gì được không ạ. Sản phẩm thì được trang bị cái đèn màn hình LED là 5 inch với cổng cắm MB3 có thể nghe nhạc. Ngoài ra có thêm cổng USB để anh chị có thể sạc điện thoại. Bên cạnh đó thì sản phẩm có đi kèm thêm là kệ để iPad, giúp anh chị có những cái trải nghiệm tốt nhất trong quá trình mà sử dụng sản phẩm. Anh chị có thể vừa tập luyện vừa nghe nhạc, hoặc là vừa tập luyện chúng ta vừa có thể sạc điện thoại thì nó sẽ tăng hứng khởi trong mỗi bước chạy của mình hơn. Sản phẩm thì có hệ thống đàn hồi ở trong bên trong máy. Sản phẩm hệ thống đàn hồi thì giảm chấn, giúp người tập là trong quá trình tập luyện thì không đau nhức chân, đau khớp gối, không bị căng cơ khi anh chị tập. Ngoài ra thì sản phẩm đi kèm thêm hệ thống cái bơm dầu tự động ạ, giúp máy móc hoạt động mượt mà êm ái, tăng tuổi thọ của sản phẩm so nhiều hơn so với cái thời gian quy định của hãng. Thảm chạy của sản phẩm thì có kích thước là 130cm và rộng là 45cm. Đây là một cái kích thước có thể nói là một kích thước mà hợp lý nhất và đủ cái không gian, cái thoải mái và tuyệt vời nhất cho người tập chạy sải ạ. So với một số các mẫu máy khác thì đang được trưng bày tại thủ siêu thị điện máy Ecomart thì sản tập của sản phẩm này mềm hơn, đẹp hơn so với những mẫu máy chạy bộ khác. Thì sản phẩm này có vẻ nhỏ hơn, nhưng mà theo đánh giá của các chuyên gia, sản phẩm này đang là được đánh giá là gọn gàng và rất phù hợp với không gian nhỏ của gia đình. Sản phẩm này là một cái lựa chọn tuyệt vời của gia đình. Khi anh chị có thấy ưu điểm là gì không ạ? Ưu điểm là nó tích hợp thêm cả một cái gập bụng ở đây. Ở đây có đai massage, đai rung bụng, hoặc anh chị có thể sử dụng gập bụng ở đây. Chống đẩy và hệ thống massage tác động đầy đủ lên các cơ, các vùng khác nhau trên cơ thể. Ngoài ra thì sản phẩm có cái độ dốc tự động là từ 1,5% đến 15%. Bảng điều khiển thì sử dụng rất là đơn giản, anh chị chọn các chế độ phù hợp, ví dụ leo dốc này, chạy bộ này, hoặc là chạy sải rất là tốt. Ngoài ra thì màn hình có cả đo calo, nhịp tim rất là tốt. Đấy. Em bật lên nó sẽ đến này, tùy thuộc vào cái chức năng mà anh chị muốn chọn, anh chị sẽ đưa ra những cái thời gian chạy phù hợp khác nhau. Ví dụ như em đang chọn chế độ đấy ạ, và máy bắt đầu chạy đấy ạ, như anh chị để nhìn thấy rất là mượt mà. Em đang chọn chế độ rất là nhẹ nên là rất là mượt. Mình muốn tăng tốc hoặc giảm tốc, mình chỉ cần ấn vào đây ạ, thảm sẽ chạy theo yêu cầu của mình, tùy thuộc vào từng chức năng như chị có thể nhìn thấy. Một chiếc máy chạy tốt như thế này thì đang được bày bán tại Ecomart với giá rất là tốt. Hiện tại Ecomart đang bán với giá khoảng hơn 13 triệu đồng thôi ạ. Là anh chị đã sở hữu cho mình một cái sản phẩm rất là tốt như thế này. Anh chị có thể qua Ecomart Đông Anh hoặc Ecomart Tham Mê Linh để trải nghiệm cũng như là tham khảo sản phẩm. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.